Phương Anh idol từng bị trầm cảm nặng, tiết lộ lý do không thể yêu ai quá 2 tuần. Nữ ca sĩ tâm sự cô không có niềm tin vào sự chung thủy và luôn ghen tị với các cặp đôi có thể công khai tình yêu trước mọi người. Phương Anh idol vừa là khách mời trong tập 10 không gian cảm xúc mùa 2 với chủ đề Rồi một ngày mình nói về tình yêu. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tiết lộ Phương Anh idol đang crush một ai đó khiến nữ ca sĩ đỏ mặt. Tôi từng nghĩ 30 tuổi vẫn còn sớm để yêu đương, nhưng khi nhìn lại bạn bè đã có gia đình, có con cái hết rồi. Với tôi thì tình yêu là một cái gì đó xa vời, không thực tế và chữ chung thủy là điều không có trên đời, Phương Anh idol bộc bạch. Nữ ca sĩ cho rằng, kể cả nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của cha mẹ thì cô vẫn hoài nghi về tình yêu. Thắc mắc vì không hiểu vì sao họ có thể sống hạnh phúc bên nhau lâu như vậy. Phương Anh idol cho biết cô từng thích và tỏ tình với một người, nhưng đối phương chỉ xem cô là em gái khiến cô nhớ mãi. Trong chương trình, Phương Anh idol đã bộc lộ rất nhiều cảm xúc khi thể hiện ca khúc Mối tình xưa của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Giọng ca Việt Nam idol tiết lộ cô từng quen và yêu rất nhiều người nhưng không bao giờ có thể công khai được. Nữ ca sĩ tự cho đó là một sự bất hạnh và rất ghen tị với những cặp đôi có thể công khai người yêu. Cô cho đó là một sự hãnh diện mà hai người đang yêu nhau dành cho đối phương. Nữ ca sĩ bộc bạch, tôi từng bị trầm cảm khá nặng nên khi yêu một người thì ngày nào cũng phải đấu tranh nội tâm rằng mình đang ổn, để luôn chiến đấu với bản thân của mình nhiều thứ. Dù rằng người ta đang rất tốt với tôi nhưng tôi luôn nghĩ rằng ngày mai có thể là ngày chia tay. Tôi biết lý do khiến hai đứa không thể ở bên nhau là ở tôi chứ không phải ở người ta. Phương Anh cho biết, khi ngồi không 2 đến 3 tiếng đồng hồ là sẽ có suy nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa nên các mối tình thường không kéo dài. Tôi có một quy tắc là khi yêu ai thì sẽ yêu rất điên cuồng đối phương nhưng sau 2 tuần là chia tay. Nó có những dạng tâm lý khó hiểu như vậy nên ngày nào tôi cũng phải cố vượt qua điều đó, Phương Anh trải lòng.